xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh anh audio cuối tập trước ngay khi quyết định chú ý tiến đến lôi đình chi hải tần trần liền đem sự tình cơ gia an bài xong xuôi rồi lập tức khởi hành lên đường ngay bởi vì lôi đình chi hải ở vào vũ vực nhị trọng thiên tại lôi châu thế nên phải mất thời gian nửa tháng đám người tần trần dưới tình huống không làm kinh động đến phiêu miễu cung mới đến được vũ vực nhị trọng thiên sau đó trực tiếp tiến đến lôi châu luôn vì lôi châu là một địa phương khá vắng vẻ thiên địa nguyên khí lại vô cùng mỏng manh thế nên cũng có rất ít võ giả tiến đến nơi đây hơn nữa nó lại nằm ở một vị trí khá xa xôi trong vũ vực nhị trọng thiên chính vì thế mà hơn một tháng thời gian phi hành mấy người từng trần mới đến được nơi này ngay khi đặt chân vào lôi châu mấy người cũng không có tiến đến lôi đình chi hải luôn mà lại đi đến một tòa thành trì có tên thiên lôi thành nằm ở ranh giới của lôi đình chi hải trong khi mấy người từng trần đang trên đường tiến đến thiên lôi thành thì lúc này ở trước cổng vào của thiên lôi thành một nữ tử khoác áo bào đen mang theo khăn che mặt chậm rãi tiến vào thành mà nữ tử này chính là trần tư tư ngay khi nàng vừa đặt chân vào tòa thành trì này thì một đám lái buôn liền bu tới vây quanh mời chào nàng mua địa đồ cùng với tin tức về lôi đình chi hải thế nhưng trần tư tư còn chưa kịp lên tiếng thì ở phía xa có một đám người đi đến lớn tiếng quát tất cả mau tránh ra quay đầu nhìn tới hướng phát ra thanh âm chứng kiếm một đám người đang đi đến làm mấy tên lái buôn này sắc mặt đại biến vội vàng thối lui không ai còn dám đứng ở đây mời chào trần tư tư nữa mà lúc này đám người kia cũng đi tới tên đầu lĩnh trong số đó liền tiến đến trước người trần tư tư giới thiệu theo như tên này nói thì hắn chính là quản sự của lưu trung thương hội là thương hội cao cấp nhất trong thiên lôi thành nếu tư tư muốn mua lôi tinh thạch hay cần tin tức về lôi đình chi hải thì tìm đến lưu trung thương hội của hắn chính là một lựa chọn sáng suốt thế nhưng nghe xong mấy lời này vì không muốn lười nhát lời thừa với đám người này nên tư tư lạnh giọng quát cút tên quản sự kia nghe vậy thì sắc mặt liền tối sầm hẳn lại nhưng mày hỏi ngươi vừa nói cái gì ta nói cút ngươi không nghe được sao thanh âm lạnh lùng không mang theo chút cảm tình nào của tư tư lại vang lên làm cho tên quản sự của lưu trung thương hội kia lạnh cả tim thế nhưng dù gì bản thân cũng là quản sự của lưu trung thương hội nên làm sao có thể vì một câu nói của đối phương mà trực tiếp rời đi được nếu là như thế thì mặt mũi của hắn sau này biết để vào đâu tức khắc liền hiếp mắt lại lạnh giọng nói ta khuyên ngươi một câu nơi này là thiên lôi thành cũng không phải thế nhưng còn chưa nói dứt lời thì cả đầu hắn đột nhiên đã bay rớt ra ngoài rồi vì tốc độ xuất thủ quá nhanh nên đám người đi theo tên quản sự này không một ai nhìn rõ được trần tư tu xuất thủ như thế nào thì đã thấy quản sự đầu lì khỏi cổ ngã lăn ra đất rồi ngay sau đó cả đám liền lớn tiếng gầm lên quát ngươi vậy mà dám động đến người của Lưu Trung Thương Hội mặc kệ ngươi có lai lịch gì hôm nay nhất định ngươi phải chết nói dứt lời một tên trong số đó liền lấy ra một cái đạn tín hiệu bắn lên trên cao trực tiếp nổ tung trên bầu trời thiên lôi thành rọi sáng cả một vùng hư không thế nhưng cũng đúng lúc đó từ từ đột nhiên xuất thủ chỉ thấy một đạo ma khí từ trong tay nàng nổ bắn ra ngay sau đó mấy tiếng phốc phốc liền vang lên đã thấy hắc sắc ma khí này xuyên thủng qua người mấy tên kia rồi đem đám người lắm lời này xử lý xong tư tư liền thu lại ma khí sắc mặt không chút thay đổi vẫn lãnh đạm như trước ánh mắt nhìn về phía một lão giả phía trước đi tới mà tên lão giả kia bị trần tư tư để mắt đến làm toàn thân hắn trở nên cứng đờ bởi vì hắn cảm thụ được có một cổ băng lãnh hàng khí đang bao phủ bản thân tức khắc liền quỳ rạp xuống vội vàng lên tiếng tiền bối xin tha mạng dù gì bản thân hắn cũng chỉ là một tên võ hoàng mà thôi tu vi cũng sàng sàng với tên quản sự khi trước nếu như người này có thể dễ dàng giết chết quản sự của liễu trung thương hội như thế thì tu vi tuyệt đối là võ đế mà cường giả như vậy thì làm sao hắn dám động vào được thế nhưng ngay sau đó lại làm lão giả này có chút sửng sốt bởi vì trần tư tư cũng không có đối với hắn xuất thủ mà muốn hỏi mua địa đồ cùng với tin tức tình báo về lôi đình chi hải và ngay sau đó hắn liền lấy ra một khối ngọc giản ở bên trong có địa đồ cùng một ít tình báo về lôi đình chi hải đưa cho trần tư tư ngay cũng không dám lên tiếng đòi tiền gì cả cầm lấy ngọc giản vào tay tư tư hơi đảo qua một chút xác định bên trong đúng là địa đồ cùng tình báo về lôi đình chi hải thì liền ném một chiếc nhẫn trữ vật vào tay lão giả này rồi xoay người rời khỏi thiên lôi thành tiến đến lôi đình chi hải ngay từ từ vừa rời khỏi thiên lôi thành không bao lâu thì lúc này người của Liêu trung thương hội cũng tìm tới nhìn người tới mọi người đều nhận ra hắn chính là đồ lệ là một cao thủ võ đế của lưu trung thương hội thủ đoạn của người này thập phần tàn nhẫn người chết trong tay hắn nhiều vô số đếm cũng không hết chính vì thế mà tại thiên lôi thành này uy danh của hắn vô cùng hiển hách bước chân vào trong tòa thành trì này đồ lệ tiến thẳng đến một lão giả ở cách đó không xa trực tiếp túng cổ nhất lên lạnh lùng hỏi nói mau là ai giết người của liêu trung thương hội ta bị tên võ đế này túng cổ nhấc lên trong lòng lão giả này kêu khổ không thôi vừa mới từ tay một nữ ma đầu thoát ra hiện tại lại bị đồ lệ để mắt tới mặc dù trong lòng kêu khổ là thế nhưng hắn cũng không dám chậm trễ mà vội vàng lên tiếng đem tất cả sự việc khi trước xảy ra kể lại ngay nghe lão giả này kể xong làm đồ lệ cũng có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới người xuất thủ với liêu trung thương hội lại là một cô gái tức khắc liền đem lão đầu kia ném xuống đất rồi dựa theo phương hướng mà tư tư khi trước rời đi cấp tốc đuổi theo. Ngay khi đồ lệ vừa rời khỏi thiên lôi thành, thì lúc này, tại một vùng hư không bên ngoài tòa thành trì này, một nữ tử khoác áo choàng đen từ trong hư không đi ra, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, tính cách của tư tư đúng là trở nên vô tình hơn rất nhiều, thế nhưng còn chưa đạt đến chân chính vô tình. Nếu như nàng có thể lĩnh ngộ được vô tình chi đạo, thì sau này tiền đồ chắc chắn sẽ vô khả hạn lượng. Nói dứt lời, thân hình nàng thoát một cái liền biến mất, hướng phía Trần Tư Tư rồi đi đuổi theo. Quay lại với tên đồ lệ kia, bởi vì bản thân mới chỉ là sơ kỳ võ đế, thế nên sau một hồi truy tung cũng không phát giác ra được tung tích của Tư Tư, nên đành oán hận quay về Thiên Lôi Thành, sau đó phát ra lệnh truy nã đối phương. Mà những chuyện này Tần Trần cư nhiên không biết được, bởi vì hiện tại hắn vẫn còn đang trên đường tiến đến tòa thành trì này. Trên đường đi, Tần Trần bắt gặp một nhóm người đang vây công mấy tên cường giả, ở trong nhóm người này, có một tên trung kỳ võ đế, năm tên sơ kỳ võ đế, còn có gần 20 tên hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng. Còn đám người đang bị vây công kia thì nhân số ít hơn rất nhiều, chỉ có một tên trung kỳ võ đế cùng với ba tên sơ kỳ võ đế hiện tại đang thi triển một kiện chân bảo tạo thành một cái lồng bảo hộ gian nan cản lại công kích của đám người kia chứng kiến chân bảo của đám người kia từng trần khẽ lắc đầu nhỏ giọng nói chân bảo kia chắc hẳn là một cái cửu cấp trận pháp thế nhưng đáng tiếc cũng không thể duy trì được bao lâu nữa nói dứt lời đang định xoay người rời đi thì đúng lúc này một tên nam tử cao lớn từ trong nhóm người kia lao ra chắn trước người từng trần cười lớn mấy tiếng nói Lâu hổ ta tung hoành ở lôi châu này hơn trăm năm rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người gặp phải chúng ta lại không có chạy trốn, mà còn ở đây thảo luận phẩm cấp của chân bảo nữa. Nghe tên kia nói vậy, Tần Trần câu mày lên tiếng hỏi, các ngươi là lôi châu đạo phía sao? Thế nhưng còn không đợi cho tên kia lên tiếng, thì tên đầu lĩnh của nhóm người này ở bên dưới đã lên tiếng quát lớn, toái hổ, đừng có nói nhảm với hắn, chỉ là một tên sơ kỳ võ đế mà thôi, mau giết hắn đi, đừng để cho hắn trốn thoát. Tên lâu hổ kia nghe vậy cũng không có tiếp tục lời thừa với Tần Trần nữa, trong tay liền xuất hiện một chiến đao to lớn, hướng từng trần chậm rãi đi tới nhà răng cười nói người có biết làm sao lão đại lại gọi ta là toái hổ không bởi vì ta ưa thích nhất là đem người khác đánh nát thế nên mới có nhưng tên này còn chưa nói dứt lời thì ở đối diện từng trần đã xuất thủ trực tiếp đánh ra sát lục quyền ý đem tên kia trực tiếp đánh nổ nát hóa thành vô tận mưa máu rơi xuống bên dưới một chiêu diệt sát tên lâu hổ kia từng trần cũng không có ngừng lại bàn tay giơ lên theo đó là một đạo đáng sợ quyền ý cuồn cuộn đi ra trực tiếp quét về phía nhóm võ giả đang vây công bốn tên võ đế kia cùng lúc đó đáng sợ quyền ý sau khi kích sát lâu hổ xong liền hóa thành một đạo cầu vồng hướng nhóm người bên dưới cuốn tới mà đám đạo phỉ kia khi nhìn thấy đạo cầu vồng này cuốn tới thì tên nào tên đấy đều ngây người ra thán phục lên tiếng thật là đẹp thải hồng thế nhưng đúng lúc đó như cảm nhận được điều gì đó không đúng tên đầu lĩnh tu vi trung kỳ võ đế kia liền gầm lên quát lớn mọi người cẩn thận đây không phải là thải hồng nói dứt lời hắn liền tế xuất ra một đoàn hôi sắc hỏa diễm theo đó vô thiên cái địa liệt diễm cùng cuộn hướng phía thải hồng cuốn tới trong nháy mắt liền đụng vào nhau theo hai cổ lực lượng va chạm Tần trần liền cảm nhận được một cổ khí tức nóng bỏng cuốn tới ngay lập tức hắn liền nhận ra hắc sắc hỏa diễm kia chính là tịch diệt hôi viêm bài danh thứ bảy trên địa hỏa bản lúc đầu tần trần còn muốn dùng sát lục quyền ý để kích sát đối phương thế nhưng khi thấy tên này thích chơi lửa như vậy thì hắn lại thay đổi chủ ý tức khắc một đạo thanh sát hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát ra ngoài cùng với hắc sát hỏa diễm kia đụng vào nhau sau đó một khắc tịch diệt hôi viêm dường như gặp phải thiên địch nên lập tức rút lui ngay theo tịch diệt hôi viêm rút lui thì khí tức của thanh liên yêu hỏa trong nháy mắt tăng vọt từ một đóa liên hoa hóa thành một mảnh hải dương hỏa diễm màu xanh chứng kiến một màn này làm tên đầu lĩnh kia vạn phần khiếp sợ sau đó dường như nhớ đến điều gì làm trên mặt hắn hiện rõ hoảng sợ thất thanh nói chẳng lẽ hỏa diễm này là thanh thiên nhất sắc xếp thứ ba trên địa hỏa bản thế nhưng nếu là thanh thiên nhất sắc thì làm sao có khả năng đáng sợ như vậy được chẳng lẽ ngọn lửa màu xanh này chính là thiên hỏa trong truyền thuyết sao ý nghĩ này vừa hiện lên trong mắt tên này hiện rõ vẻ tham lam Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm thanh liên yêu hỏa ở phía trước tầng trần. Liệu rằng hành vi đánh chú ý lên thanh liên yêu hỏa của tên này phải gánh chịu hậu quả như thế nào? Thì hẹn gặp lại mọi người trong nội dung tập sau nhé!